Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Let's go. Trong cái Roblox này thì nó có rất là nhiều tựa game hay. Ở đây thì có Big Guy Chapter 1 và Chapter 2. Mình sẽ vào lưu Chapter 2 đây. 1-1, xem là gì. 1-1 này thì thua rồi. Vừa hết thời gian. Ok, bắt đầu vào game. Let's go. Chạy thôi. Giờ mình sẽ phải đi kiếm những chiếc chìa khóa. Trên này không có gì, chỉ có màu xanh đi thôi. Green cây. Mình lấy cái màu cam này đi. Chìa khóa màu xanh thì ở chỗ này. Rồi, mình sẽ lên trên này tìm chìa khóa màu xanh vừa nãy. Let's go. Anh chàng này đang leo mình. Oh man. Mình lên trên đây thôi. Dừng cho anh ta lên đây. Những chàng này sao không hiểu sao lại đi được sang đường bên kia. Giỏi thật. Ồ, anh ta bị bắn rồi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Đi ở Trigger 2. Let's go. Ok, đây là đang vào phần giới thiệu của game Dear Trigger. Rồi, let's go. What do we have here? Shit. Enter the world of pain. Thanks.
sẽ vào đây. Ừ, rất là trâu máu luôn. Might come in handy. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Dear Chica. Dear Chica. Let's go. Tôi có người bị thương, đến thành người zombie. Wow, bị một căn bệnh. Sau đó thì Lan khóc ở bệnh viện. Fight to zombie. Let's go. Okay.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Pika Chapter S. New game. Let's go. You better be ready, Mr. B. I'm coming for you. Let's go. Một chiếc chìa khóa màu đỏ thì nó mở được cái này. Cái này chìa khóa màu vàng này. Đây là tấm gỗ. Ok, bắt đầu pick guy rồi. Chạy thôi. Trong này xem có gì không? Không vào được bên trong. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nhặt cái này trước đi. Yellow. Trong kia có một chiếc chìa khóa màu trắng. Ok, vào đây thôi. Chàng đó đang leo mình. Đó, các bạn đi xung quanh, sau đó tìm những món đồ và ghép vào. Cũng rất đơn giản thôi. Vừa nãy thì mình nhìn thấy cái gì ở đây nhỉ? Ok, điều này là một tấm gỗ. Đây rồi. Flank, tấm gỗ. Sau đó thì mình sẽ lên trên này. Oh my god, mình bị rơi quả rất là đau. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Family Pika. Start game. Trả lời sai rồi, chết rồi. Chúng ta thì mình sẽ vào đây để lấy tiếp cuốn sách này. Ok, chạy nhanh thôi. Ok, ở đây có hai cánh cửa tiếp, mình sẽ vào trong. Tiếp tục mở cánh cửa đây ra. Đây rồi, quyển sách thứ ba.
Rồi, sau đó đi tiếp, lấy quyển sách thứ tư. Looks like it's sweeping time. Okay, let's go. I wanna play with someone. 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 We set the line. I wanna play with someone. 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 Wait, no. Oops, you messed up. One. Oh, we bought them. Oh my gosh. So okay, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Success, so brother, and stick with them, awesome. Boom. Ở đây thì các bạn sẽ hóa thân là một cô làng Bika. Để chứng tỏ Bika với lại Sinhia dữ dằn hơn là Bika. Ok, mình sẽ lấy cái này đi. Để ra ngoài cứu anh bạn kia. Castle Cast has a river. Wow, let's go, đang đâu đây? Vâng, anh chàng mèo đang đeo mình. Anh này là hóa thân của Siêu Hia. Oh my gosh. Wow. Chuẩn luôn. Một chiếc chìa khóa màu đỏ, ok. Thôi thôi, oh, may không sao. Cứ tưởng nhảy xuống của đấy là một chiếc ngay. Giờ mình sẽ phải đi tìm một chiếc chìa khóa màu đỏ. Biết nằm ở chỗ nào. Đây là chìa khóa màu xanh này. Chả lẽ vẫn trên tầng. Chỗ nào trên tầng đây? Gì này? Xem trên này có gì không? Ok. Bắt buộc phải tìm ở dưới rồi. Lạc đồ đó quanh đây.
ngoài đây. Để chụp bóng xanh đi thôi. Trong cái phòng màu xanh này chắc chắn sẽ có màu đỏ. Chuẩn luôn. Các bạn nhập những cái này rồi cho vào đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Let's go. Daily game. Đây là một tựa game rất hay và ý nghĩa. Tựa game này nói về một cô gái bị tai nạn, sau đó thì cô ta đi bằng cái cán này. Thì cô ta thấy mẹ cô ta bị không biết là thần hay là quỷ chiếm hữu. Sau đó cô ta phải vào trong giấc mơ và cứu thoát mẹ cô ta thoát khỏi con quỷ này. Ok. Chiếc chìa khóa. Let's go. Là cái này đâu. Xanh vàng xanh, xanh lam và màu cam. Ok. Rồi, chụp khóa rồi. Xanh vàng xanh, xanh lam, màu cam. Ok. Tượng trưng cho 5 quả địa cầu. Rất là ý nghĩa luôn. Bắt đầu bay vào giấc mơ. Rất là hay. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Into the D2.
mình sẽ đi đường dưới dây tàu xem thế nào. Ở đây có một cái này ăn 54 viên, khoảng 3 bắn luôn. Ôi, anh đấy lâu chết rồi. Rất là trâu luôn. Chạy bằng cách là không có súng. Ok, mình sẽ thử sức xem. Yeah, ta to. Ok, ở đây có một món đồ, mình sẽ đem ăn. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.